Minh Đường Tử Vi mến chào các quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn và tử vi từng tháng trong năm 2023. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý anh có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình trong năm mới sắp tới. Mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Bước sang năm quý mão 2023, quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983, là 41 tuổi âm lịch và 40 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành và vận niên xét về thiên can, quý gặp quý, bình hòa, tốt. Vận khí tốt lành, công việc làm ăn ngày càng tiến triển thuận lợi, tiền bạc đến từ nhiều nguồn thu khác nhau, có nguồn thu đều đặn ít phải lo toan về kinh tế. Xét về địa chi, hợi gặp mão, thuộc tam hợp, rất tốt. Vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức, nên dễ thành công như mong đợi. Công việc làm ăn như ý, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của đẻ. Xét về ngũ hành, quý anh tuổi Quý Hợi có mệnh là Đại Hải Thủy, gặp năm Quý Mão, mệnh Kim Bạch Kim được tương sinh rất tốt. Vận khí cát lành, có thể tính tới chuyện mở rộng làm ăn hoặc góp vốn đầu tư kinh doanh, tài lộc được sinh sôi nảy nở, hứa hẹn sẽ có một năm bội thu về tài lộc. Vận niên năm 2023, quý anh tuổi Quý Hợi năm này gặp vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn về với sự no đủ quý anh tuổi quý hợi gặp vận niên này, sẽ có được một năm vui vẻ, hạnh phúc, nhiều thức ăn, cầu gì được nấy, tài lộc, quan chức đều được, mọi việc đều thành công rực rỡ. Những biến chuyển của thiên can, địa chi và ngũ hành, cho thấy, trong năm quý mão này, đối với quý anh tuổi quý hợi, thì đây là một năm gặp nhiều may mắn. Công việc làm ăn, lẫn con đường công danh, sự nghiệp, đều có bước tiến đáng kể. Nhờ vận quý nhân vượng, bản mệnh làm việc lớn nhỏ gì cũng dễ gặt hái được thành công. Cũng vì thế, quý anh là người có của ăn của để, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Quý anh cần phải chủ động nắm bắt thời cơ để làm giàu kinh tế cho gia đình. Sao chiếu mệnh trong năm Quý Mão 2023 quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ sau này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý anh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Vận hạn, trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983, gặp hạn toán tận. Người gặp hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích kẻ xấu hãm hại, những người kém về phúc đức có thể vong mạng. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Quý Hợi có được vận trình sự nghiệp là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất. Trong năm này quý anh tuổi Quý Hợi nhờ ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp hợi Mão mùi, quý anh có được vận quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, sẽ gặt hái được những thành công hơn người, có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý năm nay quý anh tuổi quý hợi có được thiên can tương sinh địa chi tương hợp giúp cho quý anh đón nhiều vận khí cắt lành thiên thời địa lợi nhân hòa lại có thêm sao thái dương cắt tinh soi chiếu dẫn đường chỉ lối con đường quan lộc của quý anh gặp thời vận lên cao quý anh cũng là người trung thành chăm chỉ quyết tâm luôn nỗ lực hết mình vì công việc có tinh thần trách nhiệm cao được cấp trên đề bạt lên chức tăng lương nhờ sự ý chí phấn đấu mạnh mẽ quý anh tạo nên những thắng lợi vẻ vang với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Quý anh có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp đầu tư làm ăn mới. Quý anh tuổi quý hợi, cũng là người khôn ngoan, nhẫn nại, giỏi chịu đựng, tính cách này giúp cho quý anh, thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi quý anh luôn tâm niệm rằng cần phải nỗ lực quyết tâm và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý sẽ giàu có trong năm này quý anh tuổi quý hợi cũng cần chú ý sự tác động của hạn toán tận việc làm ăn hùn hạp nên cẩn thận sẽ có những biến cố xảy ra làm cho công việc thất bại đầu tư thua lỗ gây thất thoát về tài sản tiền bạc ngoài ra trong năm này quý anh cũng cần tránh tính cách kiêu ngạo coi thường người khác trong giao tiếp hàng ngày cần tránh nóng nảy gây mâu thuẫn xích mích nếu quý anh tự tách mình khỏi tập thể thì đến khi gặp rắc rối sẽ không được người giúp đỡ, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp. Xét về vận trình tài lộc cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023 cho thấy con đường tài lộc của quý anh tuổi Quý Hợi khá hanh thông thuận lợi quý anh đã tìm ra con đường phát triển phù hợp với năng lực của bản thân đánh giá được tình hình chung của xã hội biết đón đầu xu hướng lại thêm có sự giúp đỡ của quý nhân nên kiếm tiền nhanh chóng dễ dàng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong công việc quý anh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp và lãnh đạo cấp trên điều này giúp cho nguồn thu của quý anh tương đối là ổn định quý anh cũng làm người năng động cho nên bên cạnh công việc chính quý anh vẫn biết cách khai thác và phát huy các kênh kiếm tiền khác để gia tăng tài lộc cho mình đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý anh tuổi quý hợi cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư hay mở rộng về quy mô kinh doanh. Có thể thử sức với các lĩnh vực mới. Trong năm này nếu quý anh đang ấp ủ kế hoạch gì nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ngay. Dù quá trình thực hiện có thể gặp phải vướng mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp cho quý anh nhanh chóng khắc phục khó khăn, biến nguy cơ thành cơ hội cho mình. Quý anh tuổi quý hợi rất có duyên với của cải tiền bạc. Năm này quý anh sẽ có nhiều cơ hội gia tăng về tiền của tích trữ về tài sản, quý anh được quý nhân giúp đỡ về tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản, địa ốc, tài chính, có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng cơ hội trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì quý anh sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Điều cần chú ý trong chuyện làm ăn, quý anh cần tránh gây hấn với người khác, đặc biệt là kẻ tiểu nhân, kẻo sẽ vướng phải chuyện thị phi, nhiều khi phải dùng tiền mới có thể giải quyết êm xuôi được sự tác động của hạn tán tận làm cho quý anh tuổi quý hợi cũng cần phải chú ý trong làm ăn, hùn hạp cần phải rõ ràng, có giấy tờ, chứng từ đầy đủ, tuyệt đối nên cho người khác vay tiền mà không có giấy tờ đảm bảo rõ ràng. Trong năm 2023, quý anh tuổi quý hợi về tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Quý anh cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính chặt chẽ, để tránh tình trạng thất thoát lãng phí. Xét về phương diện tình cảm, cho Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, có thể nói đây là một năm có nhiều tiến hiệu vui về chuyện tình cảm, gia đạo, cho Quý Anh tuổi Quý Hợi. Thiên hỷ các tinh chiếu mệnh, báo hiệu chuyện tình cảm, gia đạo, của Quý Anh tiến triển bình ổn, vững chắc và vui vẻ. Quý Anh và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu nhau hơn, biết trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống hai người có thể là động lực cho nhau cùng nhau cố gắng và tìm ra những hướng giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn và chinh phục đỉnh cao mới đối với con cái thì quý anh nên trò chuyện làm bạn với trẻ nhỏ nhiều hơn chỉ khi thường xuyên tâm sự san sẻ đôi bên mới có thể khắc phục được những khoảng cách do thế hệ tạo ra quý anh tuổi quý hợi sẽ có một năm khá hạnh phúc an vui vợ chồng con cái hòa thuận điều đáng chú ý là quý anh là người trụ cột gia đình cần phải nghiêm khắc với chính bản thân mình giảm bớt tính tình nóng này của bản thân để giữ hòa khí trong nhà người đang còn độc thân nên năng động tìm cách mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình để tăng cơ hội gặp được người phù hợp quý anh không nên ngại ngần và sống trong thế giới riêng chỉ cần chủ động thì sẽ nhận thấy xung quanh có nhiều đối tượng triển vọng sẽ có được cơ hội gặp được người phù hợp hoặc tái hôn Xét về vận trình sức khỏe cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983 trong năm Quý Mão 2023. Về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi quý hợi trong năm này cũng khá ổn định. Dù quý anh có thể chất khỏe mạnh, không có những biểu hiện phát sinh về bệnh tật nhưng như vậy không có nghĩa là được chủ quan. Quý anh cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông cũng như khi lao động chân tay hay vận hành máy móc để đề phòng những sự cố đáng tiếc vừa gây tổn hại cho sức khỏe mà còn vừa hao tổn tiền bạc để khắc phục vấn đề sự tác động của hạn toán tận làm cho quý anh cũng cần phải chú ý có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ như cướp giật ẩu đà gặp họa huyết quang bước sang tuổi trung niên quý anh tuổi quý hợi vẫn có sức khỏe dẻo dai nhưng quý anh cũng cần lưu ý các cuộc vui ăn nhậu không nên quá đà bởi những năm về sau sẽ gặp hạn tật ách đó là do quá trình của việc lạm dụng thuốc lá rượu bia để bản thân sống buông thả quý anh tuổi quý hợi, nên ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe một cách chủ động, ăn uống lành mạnh, lối sống khoa học, thư giãn đầu óc, và đối mặt với cuộc sống một cách tích cực. Nếu gặp chuyện phiền phức thì nên nói chuyện với gia đình và bạn bè, sau đó tập cho mình những thói quen sống tốt, để đảm bảo sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt, cho quý anh tuổi quý hợi 1983, trong năm quý mão 2023. Số của quý anh tuổi quý hợi, xuất hành hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại các đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi quý hợi. Giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi quý hợi. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ tháng Giáp Dần, năm Quý Mão ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo, và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi quý hợi, là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi quý hợi. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi quý hợi, sinh năm 1983, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi quý hợi. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi quý hợi, sinh năm 1983, nam mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi quý mùi, sinh năm 2003, nam mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, mạng đại hải thủy, gặp dương liễu mộc tương sinh, rất tốt. Thiên can, quý gặp quý, bình hòa, tốt địa chi Hợi gặp mùi tam hợp rất tốt cung sinh khí mệnh của năm Bình Hòa tốt ngoài ra gia chủ tuổi Quý Hợi nam mạng trong năm Quý Mão 2023 cũng có thể chọn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng để sông đất quý anh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong năm Quý Mão 2023 có phạm tam tai hoang ốc Kim Lâu Thái Tuế Trạch tuổi không tam tai năm 2023, quý anh sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, năm này quý anh tuổi quý hợi là 41 tuổi âm lịch, sẽ phạm hạn hoang ốc ngũ thọ tử. Ngũ thọ tử, được biết đến là cung xấu nhất trong 6 cung của hoang ốc. Ngũ thọ tử, sẽ mang đến sự dạn nứt trong mối quan hệ của các thành viên trong gia đình, mọi người chia rẽ, nguy hiểm hơn sẽ rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Vậy nên quý anh hãy tránh làm nhà, xây nhà, trong năm này tuổi Kim Lâu năm 2023 quý anh tuổi quý hợi năm này sẽ phạm Kim Lâu, Kim Lâu thân. Nếu quý anh làm nhà sẽ gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Thái Tuế năm 2023 quý anh không phạm hạn Thái Tuế. Hạn trạch tuổi theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ tuổi quý hợi, sinh năm 1983, vào năm quý mão 2023 gặp trạch khốc, là một trong năm trạch xấu gồm, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch khốc là xấu, bởi vậy quý anh không nên mua nhà, xây cất, hoặc sửa nhà vào năm này. Trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983, cần phải đặc biệt chú ý tới hạn toán tận, và sao thái dương chiếu mệnh mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với quý anh tuổi quý hợi trong năm 2023. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau, hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý anh tuổi quý hợi, trong năm 2023 này, cần đặc biệt chú ý 5 điều sau đây để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau rồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật, cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn tán tận rất được chú trọng. Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023, gặp sao Thái Dương chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý anh tuổi Quý Hợi trong năm 2023. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý anh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn, hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lạy 12 lạy. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983, trong năm quý mão 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc hành Thủy Bình Hòa Thủy. Xét về thiên can, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc Giáp Tương Sinh Quý. Xét về địa chi, tháng 1 năm 2023 âm lịch thuộc dần Lục Hợp Hợi. Vận trình tổng thể của quý anh tuổi Quý Hợi trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão này tương đối lạc quan, con đường tài lộc cũng gặp nhiều may mắn. Vui xuân đón Tết cùng gia đình, xung quanh quý anh là nguồn năng lượng tích cực khiến cho quý anh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Đây là tháng đại cát sự nghiệp và tiền tài của quý anh tuổi quý hợi có quý nhân phù trợ. Có thu hoạch bất ngờ về tiền bạc, có điểm hưởng thụ vật chất. Trong tháng này quý anh tuổi quý hợi cần chú ý sẽ gặp chút vấn đề về tình cảm. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 cho quý anh tuổi quý hợi sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành thủy bình hòa thủy. Xét về thiên can, thuộc ất tương sinh quý. Xét về địa chi, thuộc mão tam hợp hợi. Trong tháng này, công việc của quý anh tuổi quý hợi được ổn định và phát triển, không có những biết động lớn, hay phát sinh mới đáng kể. Quý anh nên dành thời gian quan tâm đến gia đình, và thư giãn tinh thần, tạo năng lượng cho các tháng sau. Dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi, quý anh tuổi quý hợi, có tình cảm gia đình tốt đẹp, quan hệ xã giao hài hòa, giúp cho công việc thêm phần thuận lợi sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, quý anh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương khắc thủy. Xét về thiên can, thuộc bính bình hòa quý. Xét về địa chi, thuộc thìn bình hòa hợi. Bước vào tháng 3 âm lịch, quý anh tuổi quý hợi, có tài lộc ở mức bình thường, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biết cố lớn phát sinh vận trình tình cảm cần chú ý dễ gặp rắc rối, thị phi. Quý anh nên dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nửa kia và cho các thành viên trong gia đình. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương khắc thủy. Xét về thiên can, thuộc đinh tương phá quý. Xét về địa chi, thuộc tỵ lục xung hợi bước sang tháng tư âm lịch này có thể sẽ là một tháng vất vả cho quý anh tuổi quý hợi phương diện tài lộc có phần bị tổn hao có thể sẽ phải chi tiêu nhiều ngoài những nhu cầu thiết yếu hàng ngày còn có các mối quan hệ xã giao cũng như chi phí học hành của con cái quý anh cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương từ công việc chính đây là tháng xung của tuổi bổn mạng cho nên quý anh tuổi quý hợi cần phải chú ý trong làm ăn hay hồn hạp đầu tư tránh bị phỉnh định lừa gạt dẫn đến mất tiền hao của Ngoài ra quý anh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân, các dạng về tai nạn như tai nạn giao thông, té ngã hay có thể gặp hỏa huyết quang khi sử dụng các đồ vật trong gia đình đều có thể làm cho quý anh bị thương tích. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023 cho quý anh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xét về mệnh thuộc hành Hỏa tương khắc Thủy. Xét về thiên can thuộc Mậu Bình Hỏa Quý. Xét về địa chi thuộc Ngọ Tứ Tuyệt Hợi về phương diện sự nghiệp cho thấy quý anh tuổi quý hợi trong tháng này có phần xa sút hung vận khá lớn kéo theo tình hình vẫn trầm mặc chưa định đoạt được một số người làm văn phòng tháng này làm việc khó yên ổn tiểu nhân quấy phá làm việc thiếu tập trung xa sút điều này khiến công việc gặp trở ngại cản trở sự nghiệp việc đầu tư kinh doanh buôn bán cũng không được thuận lợi gặp phải đối thủ cạnh tranh gay gắt làm cho khách hàng bị giảm sút điều này cũng ảnh hưởng đến nguồn thu tổng thể trong tháng quý anh tuổi quý hợi có thể vướng phải một số chuyện thị phi trong tháng này cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh nóng nảy, bốc đồng, gây ra những cuộc tranh cãi, xung đột không đáng có. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 6 âm lịch chủ về tài, lộc, hỷ. Quý anh tuổi quý hợi gặp được tháng có ngủ hành tam hợp, hợi mão mùi, khả năng ăn nói xã giao dễ khiến cho quý anh phát tài phát lộc kiếm được khoản tiền kha khá về cho mình. Các tinh thanh long, thiên phúc, trợ mệnh giúp cho vận trình của quý anh gặp nhiều thuận lợi. Quý anh có nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác, có thể hợp tác với những đối tác khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh của mình mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Nếu biết nắm bắt cơ hội, quý anh sẽ trở nên giàu có. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2023 cho quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh thuộc hành Mộc tương sinh Thủy. Xét về thiên can thuộc Canh tương sinh Quý. Xét về địa chi thuộc thân lục hại hợi. Về tình hình sức khỏe của quý anh tuổi quý hợi, trong tháng này cũng bị sao hung tinh quấy phá, có thể gặp họa huyết quang, cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết mà làm cơ thể mệt mỏi. Tháng này tháng thân hợi tương xung, tháng xung của tuổi bổn mạng, quý anh nên chú ý có điểm báo thị phi, tiền nhân cản trở trong công việc, cần cẩn thận trong các giao dịch về tiền bạc, hàng hóa, phòng tránh có sự nhầm lẫn, gây xích mích thị phi, mất tiền, hao của sự tác động của tử phù rất mạnh, quý anh tuổi quý hợi trong tháng này, cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm. Đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt, kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành mộc tương sinh thủy. Xét về thiên can, thuộc tân bình hòa quý. Xét về địa chi, thuộc dậu bình hòa hợi trong tháng có địa chi hợi dậu tương sinh quý anh tuổi quý hợi có vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi đây là lúc quý anh thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình có thể đạt được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp công việc quý anh tuổi quý hợi cũng cần phải chủ động tự tin nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong tương lai sự nghiệp vận trình tài lộc cũng tương đối tốt thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, việc đầu tư, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, có sự dư giá, dù còn trẻ tuổi, nhưng quý anh cũng đã biết tích góp, dành dụng được khoản tiền kha khá, đảm bảo trang trải cuộc sống, và phòng những việc bất chắc xảy ra. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành thủy bình hòa thủy. Xét về thiên can, thuộc nhâm tương sinh quý. Xét về địa chi, thuộc tất bình hòa hợi. Bước sang tháng 9 âm lịch, quý anh tuổi quý hợi có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Vận thế của hầu hết người tuổi này, về cơ bản ít có biến động lớn, hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Công việc đều đều, chưa có sự đột phá. Nhưng, nếu muốn gia tăng về tài lộc thì quý anh cần phải biết khai thác thế mạnh của bản thân, cần cù học hỏi, phát huy năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, phải chăm chỉ, nỗ lực hơn, thúc đẩy sự nghiệp tăng tiến, từ đó tài lộc cũng sẽ đến. Sức khỏe ổn định vận trình tháng 10 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành thủy bình hòa thủy. Xét về thiên can, thuộc quý tương sinh quý. Xét về địa chi, thuộc hợi tam hợp hợi. Tháng thái tuế án ngữ, tài lộc của quý anh tuổi quý hợi có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên quý anh cũng cần chú ý không nên thực hiện các thương vụ đầu tư, kinh doanh lớn, hoặc theo hình thức đỏ đen, rất dễ bị thua lỗ dẫn đến mất cả trì lẫn trài. Tài lộc mang tính tiểu cát phù hợp với kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, không nên mạo hiểm xuất tiền lớn. Tình cảm gia đình được an vui, con cái ngoan ngoãn. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh thuộc hành kim tương sinh thủy. Xét về thiên can, thuộc giáp tương sinh quý. Xét về địa chi, thuộc tý bình hòa hợi. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi quý hợi được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, quý nhâm phù trợ, giúp cho quý anh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán, hay là đầu tư về tài chính. Quý anh có được sự cứng cỏi, nhưng cũng mềm dẻo, lại khéo léo, rất được lòng mọi người. Đây là bố cục mà quý anh tuổi này được hưởng phúc lộc về vật chất và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, trong tháng này quý anh tuổi quý hợi có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn như tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao kéo, đổ vật bằng kim loại, cần phải cẩn thận. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2023, cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Xét về mệnh, thuộc hành kim thủy. Xét về thiên can, thuộc ất tương sinh quý. Xét về địa chi, thuộc sửu bình hòa hợi. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của quý anh tuổi quý hợi có nhiều khởi sắc. Quý anh có nhiều cơ hội để đột phá, vươn lên. Với sự trợ giúp của các cát tinh, giúp cho quý anh thu được nhiều tài lộc về cho mình. Quý anh được người có tri thức đi trước chỉ dẫn, được tham gia vào nhiều dự án quan trọng, công việc diễn ra thuận lợi, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, quý anh có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc của cải ở tại thời điểm này việc kinh doanh, buôn bán, gặp nhiều thuận lợi, lợi nhuận thăng lên gấp nhiều lần so với trước đây, quý anh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm quý mão, quý anh tuổi quý hợi cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm quá đà, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi cho quý anh tuổi quý hợi, sinh năm 1983, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.